khởi tố người phụ nữ tự lột quần áo để chống đối đi cách ly. Ngày 29 tháng 8, Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án. Khởi tố bị can đối với chị HTH, sinh năm 1973, trú xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ, xảy ra ngày 23 tháng 8. Theo đó, tối ngày 23 tháng 8, mặc dù tiếp xúc với KF0 đã được công bố trước đó nhưng khi được công an xã vận động, chị HTH, trú tại thôn 2, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu vẫn không chấp hành biện pháp cách ly tập trung theo quy định. Dù đã được công an thuyết phục và giải thích hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng chị H không những không chấp hành mà còn khóa cửa và có các hành động khiếm nhã, vô văn hóa như lột quần áo, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ. Công an xã Diễn Kỷ buộc phải phối hợp với các thành viên trong ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã tiến hành cưỡng chế người phụ nữ này, đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, share và để lại bình luận của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.